Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ngày thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020, và những sự kiện mới nhất trong ngày hôm nay, breaking news, những bản tin sôi nổi đến cùng với Lê Ngọc, đó là luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên, kính chào quý khán thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, và trước khi mà chúng tôi bước vào những cái dữ kiện mới nhất trong ngày hôm nay, như thường lệ thì xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại hai vùng ở tại thủ đô Washington DC. Và sáng ngày hôm nay thì bầu trời vẫn còn có nhiều mây, những cái ánh nắng của buổi sớm mai thì rất là nhẹ nhàng xen lẫn với những cái áng mây. Nhiệt độ hiện tại 58 độ, se lạnh. Và vào buổi trưa khi mà mặt trời bắt đầu rực rỡ hơn thì thưa quý vị, nhiệt độ của ngày hôm nay cũng chỉ ở 66 độ mà thôi. Vào buổi tối thì nhiệt độ trở lại lạnh 44 độ. 2 ngày cuối tuần vẫn là 2 ngày nắng trong sáng nhẹ nhàng khô ráo. Ngày thứ bảy cao nhất cũng có 64 độ, buổi tối vẫn lạnh 44 độ. Ngày chủ nhật thì nhiệt độ cao hơn một chút xíu nhưng vẫn hơi se lạnh. 66-67 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày chủ nhật và buổi tối 51 độ. Và nhìn qua miền Bắc California ở San Jose, hiện nay bầu trời vẫn nhiều mây, vẫn còn tối, chưa có những cái ánh sáng của buổi sáng sớm thưa quý vị. 63 độ là nhiệt độ hiện tại. Nhưng sau đó vào buổi trưa hoàn toàn khác với vùng thủ đô Washington, nóng tới trên 93 độ, buổi tối mát mẻ hơn 62 độ. 2 ngày cuối tuần thì Lệ Ngọc thấy là nhiệt độ đỡ nóng hơn ngày thứ bảy 89 độ và buổi tối 58 độ. Ngày chủ nhật có lẽ là một ngày beautiful Sunday cho miền Bắc California vì cao nhất chỉ có 78 độ, buổi tối 55 độ. Đó là thời tiết tại hai miền mà Lệ Ngọc vừa mới gửi đến cho quý thính giả. Và ngày hôm nay thưa quý vị, ngày thứ sáu, chúng ta đã bước qua cái ngày thứ hai của tháng 10. Như vậy chỉ còn có khoảng 31 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Thì thường thường đó thưa quý vị, giới truyền thông nói là cứ mỗi 4 năm. Thưa với anh Duyên, cái tháng 10 trước bầu cử đó thường có những cái tin rất là bất ngờ, họ nói là October Surprise. Thì trước đây thưa quý vị, đã khoảng là những cái ngày cuối tháng 9 đã có những cái tin rất là bất ngờ đã xảy ra, từ những cái con số nói về vấn đề thuế của Tổng thống Donald Trump, rồi cái sự ra đi của nữ thẩm phán tối cao bà Ginsburg. Và tiếp tục thưa quý vị, ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua, những cái bản tin chấn động ở tại nước Mỹ, nó ảnh hưởng không riêng gì nước Mỹ mà còn ảnh hưởng đến trên thế giới nữa. Thì đây là cái tin mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị trước khi mà Lê Ngọc mời luật sư Duyên. Tối ngày thứ năm, ngày 1 tháng 10, Tổng thống Donald Trump, ông đã Twitter, ông đã loan báo ông và Melania Trump, đệ nhất phu nhân, sẽ bắt đầu tự cách ly sau khi mà Hope Hicks, đó là phụ tá tòa Bạch Ốc của ông, vừa mới có cái kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Và cái nguồn tin này thưa quý vị được xác nhận, vì nếu mà quý vị theo dõi những cái Twitter của Tổng thống Donald Trump thì quý vị sẽ thấy đó là Twitter của Tổng thống Donald Trump gửi ra vào lúc 10 giờ 44 phút tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, nguyên văn như sau: Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for COVID-19. Terrible. The First Lady and I are waiting for our test result. In the meantime, we will begin our quarantine process. Là cái lúc mà 10 giờ 44 phút thưa quý vị là chưa có cái kết quả xét về coronavirus đối với tổng thống và đệ nhất phu nhân, nhưng mà tổng thống đã lên tiếng là ông và Melania sẽ quarantine, sẽ tự cách ly trong vòng 14 ngày. Nhưng mà cái tin nhắn này thưa quý vị được gửi ra chỉ vài phút sau thì tòa Bạch Ốc thông báo một cái lịch trình làm việc ngày thứ sáu của tổng thống. Trong đó Lệ Ngọc thấy là có những cái phiên họp, một cuộc hội thảo bàn tròn với những người mà ủng hộ tổng thống Donald Trump và cả một buổi vận động gây quỹ ở tiểu bang Florida. Tòa Bạch Ốc vào lúc đó chưa bình luận gì về cái chuyện là lịch trình này có bị hủy bỏ hay không, do tổng thống đã Twitter ra và ông nói là ông sẽ tự cách ly. Đến cái thời gian thưa quý vị, đúng 12 giờ 50 phút sáng của ngày thứ sáu, ngày 2 tháng 10, thì Tổng thống Donald Trump ông tiếp tục gửi ra một cái tin nhắn trên trang xã hội Twitter cho biết chính thức ông và đệ nhất phu nhân Melania đã có kết quả dương tính với coronavirus và thật sự sẽ bắt đầu cách ly cho đến khi bình phục. Thì thưa với lại anh Duyên, khi
mà cái tin tức này chúng ta được biết đó, anh Duyên nghĩ là nước Mỹ những chuyện gì sẽ phải sửa soạn cho vấn đề là Tổng thống Donald Trump, cái vấn đề sức khỏe của ông sẽ như thế nào? Vì quý vị cũng biết là Tổng thống Donald Trump năm nay ông đã 74 tuổi. Thì với cái tuổi này, thưa quý vị, đó là cái tuổi mà ở gọi là ở ngay cái hàng đầu khi mà bị coronavirus thì dễ bị mất đi cái sức khỏe. Thì hiện nay thưa với lại luật sư Duyên, Tòa Bạch Ốc sẽ có những cái kịch bản như thế nào, sẽ dự liệu như thế nào? Và ngay cả người ta cũng đã nói lên những cái sự kiện là liệu ông ứng cử viên Tổng thống bên đảng Dân Chủ, đó là ông Joe Biden, cũng sẽ phải xét nghiệm về vấn đề coronavirus. Vì chúng ta cũng đã biết được là cái trong cái buổi tranh luận đầu tiên vào ngày tối ngày 29 tháng 9 thì Tổng thống Donald Trump một bên và ông Joe Biden ở phía bên kia, mặc dù cái cách khoảng là Lệ Ngọc thấy cũng hơn 6 feet, nhưng không biết có cái sự lây lan nào hay không. Thì hiện nay người ta cũng đang chờ thật sự để nghe từ bên phía ông Joe Biden, thưa với lại luật sư Duyên. Trước nhất là cái câu hỏi về ông Joe Biden thì chắc chắn là người ta sẽ test ông rồi. Và mình biết là ở cái level của Tổng thống Trump hay là Joe Biden đó, mà khi mà test đó, thì những cái phương pháp, những cái kit để mà test đó, chắc chắn là cái loại mà hiệu quả nhất rồi. Có nghĩa là không có phải mà chờ 3-4 ngày như là người thường chúng ta, mà cỡ mấy vị này đó là cái test thì có thể là có kết quả rất là nhanh trong vòng vài tiếng đồng hồ mà. Cho nên ngay bây giờ cái chuyện nó xảy ra đó thì bên phía ông Joe Biden thì chắc chắn là sẽ test để mà đảm bảo, là tại vì chúng ta biết cái coronavirus đó, càng hiểu về con virus này chừng nào đó, càng biết rằng là những cái chuyện như là tay mình đụng ở trên bàn rồi người khác lại đụng nữa, cái lây đó nó có nhưng mà nó ít lắm. Cái lây chính cái sự lây lan này nó qua cái hơi thở, là tại vì khi mà mình nói chuyện bình thường, ngay cả là mình không có nghĩa là drop ra những cái droplets đi nữa đó, thì cái tự nhiên mình nói đó, nó cũng có những cái hạt nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn cái droplets bình thường rất là nhiều, mà mình gọi là aerosol đó. Thì cái aerosol nó nhẹ đến mức độ mà thứ nhất là nó không có, nó lơ lửng. Từng cái khái niệm mà 6 feet mà mình nghe bình thường đó, thì thưa quý khán thính giả, 6 feet có nghĩa là những cái giọt nước bọt nhỏ của mình rất là nhỏ đi nữa đó, nhưng mà nó là cái droplets đó, thì nó khi mà nó ra khỏi cái miệng của cái người nói mà nó drop xuống đó, thì yes, cái droplets nó sẽ rớt xuống trong vòng 6 feet từ cái chỗ mà mình đứng. Còn cái aerosol mà khi mà nó đã ra cái không khí đó, thì thứ nhất cái độ lơ lửng của nó rất là lâu, và cái thứ hai đó là nó lan truyền ở một cái khoảng không gian nó xa hơn nhiều. Thì cái đó là cái mà đáng ngại. Cho nên cái chuyện mà bữa đó ông Joe Biden với lại Tổng thống Trump mà đứng cách nhau có trên 6 feet đi nữa đó, chúng ta nên nhớ là cái phòng bữa đó có rất là nhiều người, và những người đó trong đó có bạn là nhiều người cái trong cái phái đoàn của Tổng thống đó, không ai mang, rất là ít người mang mặt nạ, và trong đó cô Hope Hicks cô cũng ở trong cái nhóm đó mà. Thành ra trong cái phòng nó phải nói là có lẽ là cái aerosol nó nhiều lắm. Cho nên bây giờ nếu mà chính tôi mà là ông Chris Wallace, cái ông mà moderator đi nữa đó, thì tôi cũng nói là thôi thì thôi đi thử, là tại vì đằng trước tôi là hai vị đó, đằng sau tôi là bao nhiêu cái nhóm người đó, cả cái phòng đó toàn là aerosol không à. Thành ra cái sự thử nghiệm thì là chắc chắn rồi đó. Được. Còn bây giờ hỏi là giữa cô Hope Hicks với lại tổng thống đó, thì ai đã lây cho ai đó, cái đó mình khó biết lắm. Tại vì như Lê Ngọc tường trình đó, là 10 giờ 44 là cái tin đã ra là cô Hope Hicks cổ đã positive với cái COVID-19 rồi. Thì chỉ có 2 tiếng đồng hồ sau đó thôi là tổng thống nói là tổng thống positive. Thì thưa quý khán thính giả, bây giờ mình không biết là ai lây ai, chỉ có biết là trong những cái chuyến mà đi vận động tranh cử cuối cùng
là cô Hope Hicks gần như là một trong những người mà trợ tá cho trợ lý cho tổng thống đó, rất là gần. Ngay cả cái bữa mà đi đi debate với lại ông Joe Biden thì cô cũng đi, rồi sau đó hôm thứ tư cô cũng lên Minnesota với tổng thống. Cho nên tất cả những gì nó cho thấy đó là những cái quan hệ, những cái làm việc đó, cô gần tổng thống. Thành ra bây giờ mình không biết ai lay ai, nhưng mà mình sẽ chờ, có thể là trong ngày hôm nay đó có thêm tin của những cái người mà ở trong cái team của tổng thống đó, họ họ có thể bị lây cũng có nữa. Cho nên nó tạo cái không khí hơi lo sợ trong cái ban tranh cử của tổng thống. Và nhất là cái trong cái tin mà mình đọc đó, mình không biết rõ là cô Hope Hicks và tổng thống đó có cái symptom hay không. Chúng ta biết rằng rất là nhiều người mình positive rồi mà mình sở dĩ mình không biết là tại vì mình vẫn khỏe, mình vẫn bình thường. Nhưng mà có gì trong trong những cái bài báo mà sáng nay mình đọc đó thì có những cái bài họ không có nói rõ, nhưng mà họ nói là khi mà cô Hope Hicks có cái triệu chứng gọi là vướng bệnh, họ chỉ nói tới đó thôi mà mình không biết triệu chứng là gì. Và còn tổng thống đó thì cái tờ The Hill đó nói rằng là những người mà nhân viên trong cái ban vận động tranh cử của tổng thống đó quan sát thì thấy là tổng thống trong những ngày gần đây gọi là exhausted, mới là mệt mỏi nhiều lắm. Cái mệt mỏi nó có thể nhiều lý do. Thứ nhất là cái lý do là ai cũng, những cái người mà đã từng tranh cử, cho dù tranh cử địa phương đi nữa đó, mới hiểu rằng là cái mình gọi là có một cái cuộc tranh cử đó thì cái vận động nó rất là mệt mỏi, huống chi là vận động cho cái chức vụ tổng thống này đó, thì gần như là đó là mọi chuyện liên tục, rồi người ta họp với mình, rồi người ta đưa thông tin cho mình, những tất cả những cái đó nó làm cho mình tự nhiên thôi đó thì đã mệt 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 nhoài rồi. Thì người ta nói, người ta quan sát, người ta thấy là tổng thống mệt mỏi. Thành ra mình không biết cái mệt mỏi đó có liên quan gì tới cái chuyện mà tổng thống đã có vi khuẩn nó tấn công vào vào người hay không. Nhưng mà ngày hôm nay mà thử ra như vậy thì có nghĩa là cái hôm thứ năm mà thử ra như vậy là có thể là tổng thống đã bị nhiễm vào thứ ba, thứ tư gì đó rồi. Thì đó là những cái thông tin gần nhất. Cái vấn đề ai lây ai thì chắc chắn mình sẽ không có trả lời đâu, không có cái câu trả lời đâu. Nhưng mà không có câu trả lời, chỉ biết rằng là cả nguyên những cái ban vận động của tổng thống đó là họ họ bị at risk, họ nằm ở trong cái nhóm mà có thể bị rủi ro. Và riêng tổng thống Trump thì năm nay ông 74 tuổi rồi, ông vào cái nhóm tuổi mà cái mức độ rủi ro nó rất là cao. Cho nên chắc chắn là những cái chăm sóc cho tổng thống sẽ rất là kỹ lưỡng, và đồng thời cái lịch trình vận động tranh cử của tổng thống đó chắc chắn nó sẽ thay đổi, chắc chắn nó sẽ thay đổi. Và thay đổi như thế nào thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với Lê Ngọc. Vâng, cái câu chuyện này đó thưa quý vị đã bắt đầu từ chiều tối của ngày thứ tư cho tới sang ngày thứ năm, vì thật sự họ không có nói cái thời gian chính xác mà cô Hope Hicks, thì cô quý vị biết là Hope Hicks là một nữ phụ tá rất là thân cận với Tổng thống Donald Trump, ngay cả trong những cái chuyến đi vận động nó có những cái hình ảnh là Tổng thống Donald Trump và cô Hope Hicks rất là gần gũi với nhau, gọi là đây là những cái thường xuyên của những người Mỹ thưa quý vị, họ gần gũi, họ bắt tay, họ chúc mừng, họ ôm nữa nọ. Thành thử do đó là khi mà cái ngày thứ năm khi mà cô Hope Hicks được biết là mình đã dương tính thì ngay lập tức Tổng thống Donald Trump đã tweet được và nói rằng chính ông và đệ nhất phu nhân cũng phải tự cách ly cho tới khi mà tối, như Lệ Ngọc đã nói với quý vị là bước qua gần 2 giờ sáng của ngày thứ sáu thì chính những gì Tổng thống Donald Trump ông đã xác nhận là ông và đệ nhất phu nhân đã bị dương tính. Thì ngay cả trong cái bữa ngày thứ tư đó thưa với lại luật sư Duyên, khi mà cô Hope Hicks tháp tùng cùng với Tổng thống đến Minnesota trong cái cuộc vận động tranh cử như là luật sư Duyên vừa mới thưa với quý vị. Một cái điều nữa là trong cái chuyến bay đó đó thưa quý vị, ở trên chiếc phi cơ Marine One còn có một số phụ tá thân cận khác của Tổng thống Donald Trump,
Trong đó họ nói đến cả con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, Dan Scavino, Nicholas Luna. Thành thử những cái hình ảnh của giới phóng viên báo chí họ ghi nhận được thì tất cả những nhân vật này, thưa quý vị, không có một người nào mang khẩu trang. Cái điều mà khi mà nói đến cái vấn đề khẩu trang đó thì chúng ta biết rằng là trong suốt cái thời gian qua, phải bắt đầu từ lúc mà đại dịch COVID-19 thì Tổng thống Donald Trump, chính ông luôn hạ thấp cái tầm quan trọng của cái việc mà đeo mask cũng như là cái nguy cơ bị lây nhiễm. Ngay cả khi người ta đưa ra những cái tin tức cho rằng ngay khi có rất nhiều những cái cố vấn thân cận của ông bị nhiễm cái con virus corona, trong đó Lệ Ngọc thấy nào là có cố vấn an ninh quốc gia, ông Robert O'Brien, thư ký báo chí của phó tổng thống Mike Pence là Kathy Miller, cố vấn cao cấp của chiến dịch tranh cử, trong cái chiến dịch tranh cử này đó thưa quý vị, Kathy Miller. Và mới đây nhất đó là Hope Hicks. Thì quý vị thấy đi, ngoài ra còn có một số mật vụ của chính Tổng thống Donald Trump mà trước đây chúng ta cũng nghe là có một số người bị dương tính. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump, ông luôn hạ thấp cái tầm quan trọng này. Dù rằng, thưa với lại luật sư Duyên, chúng ta là người dân Mỹ, chúng ta không hề muốn Tổng thống bị COVID-19. Nhưng mà cái sự kiện này xảy ra để mà cho tất cả mọi người chúng ta thấy rằng, dù là Tổng thống Donald Trump, Cộng hòa hay Dân chủ, người trẻ, người lớn, người già hay là bất cứ một đất nước nào, cái con coronavirus này nó không chừa một ai hết đó, thưa với lại luật sư Duyên. Thì Lê Ngọc mới vừa đưa những cái trường hợp mà gần đây nhất đó, là ngay cả chúng ta biết là cái khởi đầu, cái dấu hiệu là những cái người mà phục vụ thực phẩm cho tổng thống đó, phục vụ về thức ăn, rồi những cái người mật vụ, những người hầu cận bắt đầu có cái dấu hiệu là họ bệnh rồi, nhưng mà tổng thống vẫn coi thường cái chuyện đó, cho tới những cái người mà sát với tổng thống như là ông Robert O'Brien đã bị nhiễm đó. Nhưng mà chính vì là những người bị nhiễm rồi sau đó chắc có lẽ là nhờ họ làm việc ở trên tòa Bạch Ốc mà, rồi họ sử dụng được những cái treatment, những cái cách mà chữa bệnh tốt, thành ra tất cả đó họ không có một cái tin nào nói là những cái người đó, ngay cả cái cô mà bạn gái của con trai mình cũng bị, nhưng mà rồi cũng vượt qua. Thì tổng thống không có coi xem cái đó là quan trọng, thì cũng giống như là cúm mà, cho nên nó hết thì thôi chứ chả đâu còn chả có gì. Tổng thống vẫn muốn rằng là cái điều gì tổng thống đã nói trong từ hôm tháng Giêng tới bây giờ đó, tổng thống muốn cho cái người dân Mỹ là cứ yên tâm đi, thì là nước Mỹ chúng ta rất là thành công trong cái việc kiểm soát cái coronavirus này. Chính vì cái muốn trấn an như vậy đó mà tổng thống lại tiếp tục làm những cái rally. Cái lần mà ở Nevada đó, cái báo chí nó hỏi thẳng, nó là tổng trong cái phòng như vậy mà có cả ngàn người thì tổng thống nghĩ như làm sao, thì tổng thống vẫn nói rằng là ô tôi đứng trên sân khấu tôi ok. Tổng thống không có để ý rằng là 1.000 người ở dưới họ sẽ bị nhiễm bệnh, tổng thống không có để ý cái chuyện đó. Và cái tổng thống quên một chuyện là yes, tổng thống tưởng là mình ok, nhưng mà 1.000 người trong một cái bầu không khí mà đầy những cái aerosol như vậy đó, thì cái xác suất mà nó xâm nhập vào tổng thống là có. Ngoài những cái chuyện mà tổng thống thử rất là thường đi nữa đó, tôi chắc chắn là tổng thống cũng có những cái biện pháp mà gọi là được phòng vệ kỹ hơn người thường. Nhưng mà bây giờ thì cái kết quả nó cho thấy là, như là Lê Ngọc mới chia sẻ lúc nãy đó, khi mình đã nói tới một con virus thì mình phải nói tới y khoa, mình phải nói tới khoa học. Còn chính trị hay là địa vị của một con người, nó không có ảnh hưởng gì tới con coronavirus hết á. Cho nên nghĩa là bây giờ thì cái chuyện nó đã xảy ra như vậy rồi, nó sẽ gây một cái bình thường mà một cái người phụ tá như là ông O'Brien hay là đứa bạn gái của đứa con trai mình á, thì nghe rào rào như vậy. Ngay cả ông Herman Cain là cái ông Mỹ đen mà gọi là tỷ phú mà ủng hộ Tổng thống Trump, đi ở cái vụ mà ở Tulsa đó, cái rally ở Tulsa, về vài ngày sau là bị bệnh, và sau đó ông này thì cũng 70 mấy tuổi rồi, ông cũng chết nữa đó. Tất cả những cái đó
nó cũng đều là những cái thảm họa hết, nhưng mà nó không có ring cái bell. Việt Nam mình nói là chừng nào mình thấy quan tài thì mình mới đổ lệ, còn có nhiều người không thấy thì cũng không không ăn thua vậy đó. Tất cả những người mà ủng hộ Trump, mà mình nghe những cái chuyện đó xảy ra đó, mà khi có dịp nói chuyện với họ, họ vẫn nói một điều là họ nói là coronavirus không có ăn thua gì hết đó, tại vì người ta thổi phồng thôi. Nhưng mà bây giờ nó xảy ra ngay chính những cái người mà ở trong tòa Bạch Ốc, trong đó có tổng thống, có đệ nhất phu nhân, có cô Hope Hicks đó, thì mình hy vọng rằng là cái điều đó nó sẽ gây nó sẽ có một cái tín hiệu tốt hơn để mà chúng ta làm ơn tập trung kiểm soát dùm coronavirus. Yes, mình biết là cái địa vị của tổng thống và đệ nhất phu nhân nó quan trọng, nhưng mà nó cho thấy rằng là 200.000 người đã chết cũng rất là quan trọng. Nó cũng tương tự y hệt như ở bên bên Anh vậy thôi à. Ông Boris Johnson, ông chưa thấy cái đó là quan trọng cho tới khi ổng nhiễm bệnh. Rồi ổng nhiễm bệnh nó mới đưa ổng vào cái ICU, cái phòng mà intensive care đó. Và ổng biết rằng là ổng nhờ các bác sĩ mà chăm sóc 24 trên 24 đó, ổng barely, ổng vượt qua được cái khó khăn để mà ổng còn sống tới ngày hôm nay. Cho nên những cái biện pháp, những cái chính sách của ổng ở nước Anh đó, từ đó cho tới bây giờ càng ngày ổng càng nghiêm khắc hơn, là bởi vì ổng bây giờ nó tới cái sinh mạng của mình rồi đó, mình mới bắt đầu giật mình, thì tới đó mình mới nghĩ tới sinh mạng của dân. Quý khán thính giả thấy không, cái chính trị của nó có một cái kỳ quặc như vậy đó. Thì ngay bây giờ cho tới cái giờ phút mà trước đêm hôm qua đó, là chuyện gì xảy ra chung quanh kệ nó, ai ai chết thì cũng không sao hết đó, họ đứng ở dưới mà tôi đứng trên sân sân khấu tôi cũng không sao cả. Cho tới bây giờ thì tôi chỉ hy vọng là cái tin không vui này đó, nó nghĩa là nếu mà dĩ nhiên sau 10-15 ngày quarantine mà tổng thống không có triệu chứng gì nữa đó, thì ít ra nó cũng gửi một cái tín hiệu cho tổng thống, đó là thật sự cái coronavirus này nếu mà nó rơi đúng vào mình đó, thì mình cứ nghĩ đi, chính mình, người thân mình, con cháu mình, cho dù mình nói mình 74 tuổi, tôi nhớ hồi đó mới khởi đầu đó, những cái người chính khách ở bên Texas đó, còn thậm chí còn có ông nói như vậy nè, nói rằng là nếu mà có chết, nghĩa là vài trăm ngàn người già đó cũng không sao đâu. Tới chừng mà nó xảy ra cho mình, bây giờ tổng thống 74 tuổi rồi, tổng thống có đành lòng nói rằng là ô tôi 74 rồi tuổi rồi thôi đừng có quan tâm nữa không? Không có cái chuyện đó. Cho nên một lần nữa khi nó xảy ra chính cho tổng thống, cho đệ nhất phu nhân và cho những người chung quanh mình đó, thì tôi hy vọng là cái người người ta sẽ thức tỉnh, để tại vì cho tới giờ phút em chúng tôi đang nói chuyện, thưa quý khán thính giả, đã trên 206.000 người ra đi rồi, mà tới bây giờ cái sự chấn động nó mới đi vào trong tới tòa Bạch Ốc, thì cái đó nó cũng làm cho mình suy nghĩ, mà mình cũng không có muốn mà gọi là nói cái gì xa hơn, nhưng mà cái suy nghĩ lần này chắc là nó sẽ thật lắm, nó sẽ sâu lắm, mình chờ xem như thế nào. Và trở lại với Lệ Ngọc thì cái như vậy thì những cái xáo trộn hay là những cái thay đổi về những cái lịch trình sắp tới, mình chỉ còn có 30 ngày nữa, thì Lệ Ngọc nghe như thế nào và ghi nhận như thế nào? Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, thưa với lại quý vị và anh Duyên, khi mà tường trình những cái bản tin này và đặc biệt là nghe cái nhận định, cái phân tích của luật sư Duyên đó, thưa quý vị, làm Lệ Ngọc nhớ lại những gì mà Tổng thống Donald Trump mà khi ông trả lời với ông ký giả Bob Woodward, ông nói là chỉ vì ông muốn trấn an người dân mà ông không nói đến, ông biết được cái sự nguy hiểm đó. Mà thưa quý vị, trong suốt thời gian mà từ tháng 3 cho tới tháng 9 đi, thì tất cả thưa quý vị những cái tin tức đưa ra thì bất kể những cái tin tức gì mà nó không có lợi cho Tổng thống Donald Trump thì ông đều nói là fake news. Một cái điều mà cho chúng ta cảm nhận được đó thưa quý vị, khi mà tối ngày hôm qua
Tất cả những anh em trong giới truyền thông của người Việt của chúng ta, nhà báo đó thưa quý vị, nào là nhắn tin cho nhau đều thấy như vậy. Chính mọi người chúng ta cũng cảm thấy là chính mình cũng có một cái nỗi lo cho nước Mỹ khi mà chúng ta nghe cái tin là Tổng thống Donald Trump ông bị dương tính như vậy. Làm Lệ Ngọc nghĩ là nhiều khi đó thưa với lại luật sư Duyên và quý vị, trong tòa Bạch Ốc cũng có thể có một cái sự hoảng loạn nữa, nhưng mà cũng phải đưa ra những cái tin cho nó có vẻ nhẹ nhàng hơn cho người dân Mỹ đỡ lo. Trước tiên thì Lệ Ngọc mong rằng là cái vị y sĩ mà chuyên trách theo dõi sức khỏe cho tòa Bạch Ốc, cho Tổng thống Donald Trump, đó chính là bác sĩ Sean Conley, ông đưa ra một cái thông báo. Lệ Ngọc thật sự rất mong muốn là cái này là nó đưa một cái tin thật sự nha thưa quý vị. Cũng sau ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump sau 12 giờ 50 phút sáng của ngày hôm nay, khi mà Tổng thống Twitter và cho biết là ông đã bị dương tính, thì ông Sean Conley ngay vài phút sau đó thôi thưa quý vị, thì ông bác sĩ này cũng lên tiếng xác nhận về cái kết quả xét nghiệm dương tính, rồi thông cáo là cho biết Tổng thống và Melania Trump đệ nhất phu nhân hiện nay vẫn khỏe mạnh và đang ở trong tòa Bạch Ốc để mà tự cách ly, để tịnh dưỡng, chờ bình phục. Và bác sĩ Sean Conley cho biết là ông cùng với một toán đặc trách về y tế của tòa Bạch Ốc theo dõi rất chặt chẽ cái tình hình này và lên tiếng là chúng ta nên yên tâm. Và ông bác sĩ tin tưởng rằng trong cái giai đoạn dưỡng bệnh này, Tổng thống Donald Trump ông sẽ vẫn tiếp tục chu toàn được những cái nhiệm vụ của ông, không để cho gián đoạn. Và ông bác sĩ Sean Conley sẽ thông báo với tất cả người dân Mỹ khi mà có những cái tin tức cập nhật này. Thì đây, thưa với lại luật sư Duyên và quý vị, hiện nay người ta đang đặt ra những cái câu hỏi rằng là thật sự nếu mà Tổng thống Donald Trump không mỗi ngày mà không đỡ khỏe hơn thì người nào sẽ là cái người mà có cái trách nhiệm, có phải là phó Tổng thống Mike Pence hay không? Và ngay cả hiện tại nữa, có một cái tin tức mà ghi nhận về bà Nancy Pelosi, thưa với lại luật sư Duyên, là bà này cũng có thể bà cũng phải tự cách ly để mà sẵn sàng trong trường hợp Tổng thống Donald Trump cái bệnh tình nó càng ngày nó càng nặng hơn, hoặc là ông Mike Pence, tại vì tất cả những người này đều là trong cái bang chiến dịch tranh cử của Tổng thống, họ rất có những cái cơ hội, những cái nơi họ đi họ rất là gần gũi nhau và có thể sẽ dễ bị lây COVID-19. Còn CDC nói rằng là thật sự khi mà chúng ta gần gũi với những người đã bị dương tính đó, có lúc phải từ 2 ngày cho tới 10 ngày thì chúng ta mới bắt đầu thấy là chúng ta thật sự bị COVID, bị coronavirus, bị dương tính thưa với lại luật sư Duyên. Cái trình bày của Lê Ngọc nói lên cái điểm đầu tiên là cái niềm tin. Bây giờ chẳng hạn như khi Lê Ngọc nói hồi nãy đó, nói ông Sean Conley ông nói ra mà bây giờ người ta không biết là thực sự có phải cái tình trạng là như vậy hay không? Vì sao mà bây giờ truyền thông Mỹ, dân chúng Mỹ không còn tin những cái điều mà ông Sean Conley nói? Là tại vì cái gì cũng vậy đó, nó có những cái mẫu mực làm việc. Nếu mà một người mà cứ trình bày những cái điều mà người ta tin được đó thì người đó nói người ta tin. Còn đời này vì trong cả một cái thời gian dài, thứ nhất là từ những cái ngày đầu tiên cho tới cái ngày hôm nay đó, cái cơ quan CDC của mình cũng bị gọi là bôi nhọ, cũng bị mạt sát là đúng hơn. Ông Fauci, bà Birx, ông Robert Redford bị gọi là nói một cách là bôi nhọ người ta đó. Đó là thành ra bây giờ không tin gì về khoa học hết. Bây giờ tới phiên ông Sean Conley này nói thì làm sao người ta tin được nữa. Rồi còn bây giờ cái riêng về cái nhiệm vụ của Tổng thống thì Lê Ngọc nói đúng là ông Mike Pence là ông phải stand by rồi. Chúng ta nhớ là cái lần trước đó khi mà Tổng thống đi vào cái bệnh viện Walter Reed để mà cho một cái cuộc xét nghiệm về vì có cái chuyện gì xảy ra đó mình không biết, mà người ta phải xét nghiệm khẩn cấp đó, thì ông Mike Pence trong khoảng thời gian đó cũng đã stand by rồi. Nhưng mà ngay cả cái tin đó là người ta cũng muốn giấu, và hỏi ông Mike Pence thì ông cũng nói là ông không có recall, ông không có nói cái đó là tin tin thật, mà ông nói là tôi cũng không nhớ nữa. Quý khán thính giả thấy không,
Mình là một người phó tổng thống, cái sinh mạng, cái vận mạng của nước Mỹ trong tay mình. Vậy mà mình nói là tôi không nhớ lúc đó là gì. Phải chi mà ông nói rõ, ông nói là tôi nhớ dứt khoát chuyện đó không có xảy ra thì nó khác. Đằng này ông lại nói rằng là tôi không nhớ bữa đó là có ai biểu tôi stand by hay không. Những cái nghiêm trọng như vậy mà người ta lại 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 đưa nó trở thành một cái vì cái chính trị mà nó đâm ra nó hơi hề ở đằng sau đó. Bây giờ đừng đừng có nói đừng có nói chi mà tới cái cấp độ mà gọi là tổng thống, phó tổng thống. Quý khán thính giả cứ hỏi bất kỳ một cái công ty nào hay là một cái cơ quan nào mà ở cấp thấp đi nữa, mà khi mà cái ông tổng giám đốc mà bệnh mà người ta kêu người phó tổng tổng giám đốc, người ta nói là làm ơn đứng chờ đi, tổng thống đi vào bệnh viện đó, là tự nhiên lúc đó mình nhớ chứ không thể nào mình không nhớ. Đằng này ông Mike Pence ông không nói rằng là dứt khoát cái điều đó không có, thì ông Mike Pence ông không nói. Hỏi ông làm sao thì ông nói là I don't recall. Cái đó nó nói chung thì ngay ngay bây giờ đó mình biết là theo cái succession, cái kế quyền của hiến pháp đó, thì số 1 là tổng thống, số 2 là phó tổng thống. Mà nếu mà phó tổng thống vẫn không có thì không có làm được cái việc của mình nữa đó, thì cái người kế tiếp là bà Nancy Pelosi. Nó dựa theo hiến pháp là như vậy, cho nên yes, người ta sẽ cũng chuẩn bị cho bà Nancy Pelosi just in case, mình không biết được. Nhưng mà như là cái tin mà mới mới đây nhất cho biết rằng là ông Mike Pence cũng đã thử và ông ta negative, ông ta không có bị vướng cái coronavirus này. Mà trong khi đó thì mọi chuyện nó cũng chỉ còn khoảng 31 ngày nữa là bầu cử rồi, thì nên mình không biết là cái vấn đề nó thay đổi như thế nào. Còn cái cho thí dụ mà có cái gì đi nữa đó, thì ngay cả là có bầu cử vào tháng 11 này, chúng ta nên nhớ là cái quyền lực của tổng thống Donald Trump, cái nội các này đó, nó cũng giữ cái vị trí của mình cho tới ngày 20 tháng Giêng của năm 2021 lần. Cho nên nói thì nói nó cũng còn tới 3-4 tháng. Đó cái ghi nhận. Cho nên bây giờ thực sự theo dõi tin của Tòa Bạch Ốc, mình cứ chờ những cái nguồn tin mà những cái người thân cận với tổng thống đó, vì lý do này hay lý do nọ đó, họ cho báo chí biết bằng qua một cái ngõ ngầm nào đó, bây giờ khiến cho người ta tin vào báo chí, những cái báo chí mà dòng chính, những cái báo chí mà gọi là có uy tín đó, người ta tin vào cái nguồn đó hơn là tin chính thức từ ông Sean Conley hay là những cái người bác sĩ mà chữa cho tổng thống. Là tại vì những người đó muốn nói lên một cái điều gì là phải nói đúng theo cái đường hướng, đúng theo định hướng và đúng theo đường lối. Trở lại với Lê Ngọc. Giới quan sát về chính trị đó, thưa quý vị, họ nhận định là cái việc mà Tổng thống Donald Trump cũng như là đệ nhất phu nhân dương tính với COVID-19 đó là một cái đòn giáng rất là mạnh, thưa quý vị, vào nỗ lực tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Vì chúng ta biết là chỉ còn có 31 ngày nữa là tới ngày bầu cử, ngày 3 tháng 11. Và bên cạnh đó, cái kết quả mà xét nghiệm dương tính của Tổng thống Donald Trump đó ảnh hưởng một cách trực tiếp, chính chúng ta là người dân chúng ta cũng biết, thưa quý vị, gây ra một cái sự khó khăn cho kế hoạch vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong những ngày sắp tới. Thành thử sáng ngày hôm nay, Tòa Bạch Ốc cũng phải lên tiếng và cho rằng hủy cái kế hoạch vận động tranh cử của ông tại tiểu bang Florida. Trước đây, tối ngày hôm qua thì chưa có lên tiếng, thưa quý vị, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì đã hủy bỏ. Và ngay cả lúc sớm của ngày thứ sáu hôm nay vào khoảng 1-2 giờ sáng, thưa quý vị, thì cái ảnh hưởng với cái vấn đề kết quả dương tính của Tổng thống Donald Trump đó, nó cả về vấn đề chính trị và kinh tế nữa. Những cái bản tin cho thấy rằng là thị trường tài chánh của nước Mỹ và của thế giới đã bị mất điểm liền. Ở nước Mỹ đó, thưa quý vị, có lúc bị mất tới gần 500 điểm. Và hiện nay khi mà gửi đến cho quý vị bản tin về thị trường tài chánh, thì Lê Ngọc nhìn qua ngay ở Wall Street, thì sáng ngày hôm nay cái sự dao động của Dow Jones, của S&P 500, có lúc Lê Ngọc thấy là được
thay vì trừ đi 400 mấy chục điểm gần 500 thì còn trừ khoảng 300 mấy chục điểm. Và hiện tại ở cái thời điểm này vào lúc 9 giờ 37 phút thì Lệ Ngọc nhìn thì Dow Jones bị mất đi 246.75 điểm, S&P 500 bị mất đi trừ 39.18. Nhìn cái thị trường tài chính đó, thưa quý vị, màu đỏ rất là nhiều. Quý vị thấy ảnh hưởng chỉ từ một cái việc mà Tổng thống Donald Trump bị dương tính với lại COVID-19. Thì thưa với luật sư Duyên, một cái bản tin mà Lệ Ngọc cũng vừa mới thấy thôi là ứng cử viên Tổng thống ông Joe Biden, ông sẽ xét nghiệm về COVID-19 trong ngày hôm nay. Tất nhiên là quý vị biết là có thể trong vài tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ có được cái tin là ông Joe Biden như thế nào, âm tính hay là dương tính với lại COVID-19. Một cái điều nữa là ông Putin, thưa với lại luật sư Duyên, ông Putin đã mời Tổng thống Donald Trump tiêm cái vaccine của nước Nga, cái đó là cái tên của vaccine là Sputnik V. Thì và những nhà lãnh đạo ở trên thế giới họ cũng gửi những cái lời gọi là mong là Tổng thống Donald Trump ông sẽ được sớm bình phục. Trong đó Lê Ngọc thấy nào là lãnh đạo của nước Anh, của nước Ấn Độ, của nước Nga thì Lê Ngọc đã nói đến quý vị rồi, đã gửi lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania sau khi mà họ nhận được cái tin tức là Tổng thống và phu nhân đã bị dương tính. Lệ Ngọc thấy là họ, cái nguyên văn họ nói là chúc Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania, những người bạn của tôi mau chóng bình phục và có sức khỏe tốt. Đó là những gì mà những nhà lãnh đạo của các nước trên thế giới gửi đến cái lời chúc sức khỏe. Trở lại với lại luật sư Duyên. Thứ nhất là mình phải nói Putin nếu mà nói về chính trị rồi giành quyền lực mà để mà giết người đó, thì tay này là một tay thông minh thượng thặng, mình phải nói như vậy. Mình thông minh một cách ghê gớm đó. Nhưng mà cái nếu mà Putin mà mở miệng ra mà nói về khoa học đó thì ổng đừng có mở miệng ra. Mình còn tưởng là ổng ngu về khoa học đó. Tới chừng ổng mở miệng ra thì tất cả những cái nghi ngờ đó tan biến hết trơn rồi. Quý khán thính giả hiểu nè. Bây giờ không có cần phải ai hết đó, nội trong gia đình của mình cũng hiểu là vaccine là cái gì. Vaccine là thuốc ngừa. Dạ thưa ông Putin, khi tôi chưa bệnh thì tôi cần ngừa, chứ còn tôi bệnh rồi đó là, một là cơ thể tôi tự động nó phát sinh ra những cái kháng thể, mà nếu mà tôi cái cơ thể tôi mạnh đó là cái kháng thể đó giết và tôi sống. Còn nếu mà thứ hai đó mà nó không kháng cự được thì chắc chắn là tôi chết. Cái chuyện nó đơn giản như vậy thôi. Vaccine là gì? Vaccine là những cái con vi khuẩn mà mình biết như cái thuốc ngừa đó. Chẳng hạn mình nói là thuốc ngừa bệnh cúm là người ta cấy những cái con vi khuẩn cúm mà nó đã bị vô hiệu hóa rồi để mà cho cái vào trong người mình để cái con người của mình tự chế ra cái kháng thể để mà chống lại. Thì bây giờ còn đây là tổng thống đã bị bệnh rồi, có nghĩa là trong cơ thể tổng thống vi khuẩn nó đầy ở trong đó rồi. Bây giờ tiêm thêm cái vaccine của Putin vô nữa có nghĩa là giết tổng thống chứ chữa hồi nào. Cho nên lẽ ra là ở cái giai đoạn này không có vaccine nữa thưa ông Putin. Ở cái giai đoạn này không phải là Sputnik nữa, stupid. Ở cái giai đoạn này là giai đoạn gọi là để cho tổng thống nghỉ ngơi, giữ cái sức khỏe cho tổng thống để cái cơ thể của ông đó chống lại được những cái symptom, những cái triệu chứng mà do cái con virus nó gây ra. Và nhờ chính những cái bạch cầu, hồng cầu của tổng thống nó tấn công thì lúc đó tổng thống sẽ khỏe. Còn tiêm cái vaccine Sputnik của ông vô đó, không phải là tổng thống đâu, bất kỳ một cái người bệnh nào mà tiêm vô đó là quả tiễn nó bắn luôn trên lên không, lên thiên đàng luôn đó. Có những cái câu mà nó stupid đến như vậy đó, mà một lãnh đạo của thế giới, một lãnh đạo mà gớm ghiếc của thế giới là Putin nói lên. Quý khán thính giả thấy cái ngu không? Thành ra mỗi một lần mà tôi nói lên đó, nhiều người cứ nói ô người ta là tổng thống nước Nga, không lẽ anh ta ngu sao? Đó cái ngu nó sờ sờ ra đó. Yes, họ có quyền lực, nhưng mà cái ngu nó là cái ngu. Còn trở lại cái anh chàng Sean Hannity,
Cho tới giờ phút này, sau khi tổng thống đã nói rằng là bị dương tính rồi, dạ thưa ông Sonity, ông set the Fox up, ông làm đài Fox, ông im lặng, im im lìm đi. Ông lên, ông nói, ông lại bắt đầu ông ca cái thuốc mà chloroquine, cái hydroxychloroquine là tức là thuốc sốt rét đó. Dạ thưa ông, không có cần ông nói nữa. Ngay bây giờ chung quanh tổng thống đó toàn là những bác sĩ mà gọi là hàng đầu của nước Mỹ không à. Ông quẩn quá, ông quảng cáo cái thuốc sốt rét. Mỗi một lần mà mình nghe những cái tin mà nó từ những cái miệng ngu đần đó mà nói ra, mà ra cái điều giống như là mình có cái authority để mình nói đó, nó dị ứng lắm, rất là khó chịu. Thì đó đó là những cái lời của Putin với lại của Sean Hannity về cái vấn đề mà ngay cả cái bệnh của Tổng thống Donald Trump, Putin cũng lợi dụng cái cơ hội này để mà nổ lên về cái thuốc vaccine của Nga. Quý khán thính giả thấy không? Tức là thật sự ra cái sinh mạng của Tổng thống Trump á, mà có nề hà gì đó, Putin chỉ lo ngại là cái quyền lợi của mình, cái người mà mình đã khống chế được, đã sai khiến được đó. Bây giờ mà nếu mà có cái gì thì là mình mất cái power đó thôi, chứ còn nói rằng là lo để mà chữa cho Tổng thống Trump thì I doubt it. Cho nên mở miệng ra là nói một câu thôi, là nhiều người nói cả bao nhiêu mình cũng còn muốn nghe. Putin mở miệng ra thấy trật mẹ nó rồi, nó đã là cái chuyện đó rồi. Bây giờ kế tiếp đó là chúng ta thấy cái chương trình vận động tranh cử của tổng thống chắc chắn nó là thay đổi rất là nhiều. Thay đổi rất là nhiều là chẳng hạn như ở bên Florida, nãy Lệ Ngọc nói đó, tất cả những cái hội thảo, những cái rally, những cái vận động, tất cả đều đã hủy hết rồi. Và chắc chắn là có lẽ là trong những ngày tháng sắp tới nè, chỉ còn 30 ngày nữa, tôi không không nghĩ là hai phía sẽ có thêm một cái cuộc debate nào, một cái cuộc tranh luận nào nữa. Là tại vì thứ nhất là nội cái quarantine đó là nó đã hết 2 tuần rồi, chúng ta đang ở ngày 2 Tây. Nếu mà 2 tuần đó có nghĩa là tới ngày 17 Tây tổng thống mới ra khỏi cái quarantine. Thì nếu mà giả sử tổng thống hoàn toàn khỏe khoắn đó thì ngày 17 tổng thống mới 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 ra khỏi cái quarantine đó, thì cái debate ngày 15 đó chắc chắn là cái ngày 15 phải hủy rồi đó. Rồi còn cái ngày 20 mấy Tây chỉ còn có mấy ngày nữa. Trong lúc tổng thống bệnh như vậy đâu có ai mà muốn mà gọi là đặt thêm cái gánh nặng là train rồi chuẩn bị rồi này nọ nữa. Cho nên nhiều phần tôi thấy là hai cái cuộc debate còn lại đó thì chắc là ngưng. Và tại vì nếu mà mình nói là còn debate có nghĩa là nào là những cái rule như thế nào, có cúp mà microphone hay không, vân vân, hai bên cứ phải làm việc, mà bây giờ không, sẽ không có còn ai còn cái đầu óc để mà nghĩ tới cái debate nữa hết. Mà chắc chắn là bên phía ông Joe Biden cũng lo ngại cái sức khỏe của ông, cũng không tham gia nữa. Cho nên mình cái cuộc debate đầu tiên mình đã thấy cái quá trời là hỗn loạn, thì mình không có ngờ là chính là cái chuyện bất ngờ nhất là những cái tin tung ra vào tối hôm qua đó. Thì một cái góc nào đó thì nó cũng như giống như Việt Nam mình nói, mà chính cái con coronavirus này nó dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ độ. Thành ra chắc chắn lần tới hai cái chuyện mà gọi là hai cái debate nó không xảy ra đó, thì chắc chắn là vì không xảy ra cho nên cái sự lễ độ nó nằm rõ ở đó rồi đó, không có gây gổ, không có chửi lộn nào hết đó. Mình học một bài học là biết thế nào là lễ độ. Còn bây giờ những cái bước kế tiếp của cuộc tranh cử về của hai phía thì còn chắc chắn là ngày hôm nay cho tới đầu tuần mình sẽ có rõ thêm những cái hướng đi của hai phía như thế nào. Trở trở lại với đây không? Cái vấn đề mà sức khỏe của Tổng thống Donald Trump nó rất là quan trọng, thưa quý vị, nhất là trong cái tình hình mà chúng ta chỉ còn có 31 ngày nữa là tới ngày bầu cử.
Thì trở lại, trước tiên Lê Ngọc thấy là Tổng thống Donald Trump ông đã hủy bỏ cái cuộc vận động tranh cử ở tại tiểu bang Florida. Trong ngày hôm nay, cái lịch trình mà từ Tòa Bạch Ốc đưa ra thì Tổng thống chỉ có một cái cuộc điện thoại vào buổi trưa ngày hôm nay với một cái nội dung là gì thưa quý vị? Động viên những người cao niên, những người cao tuổi dễ bị tổn thương bởi COVID-19. Thì Lệ Ngọc cũng sẽ chờ đợi xem coi Tổng thống Donald Trump ông nói những gì, cái nội dung của ông nói những gì để ông có thể động viên làm nhẹ bớt đi cái sự lo ngại, lo sợ của những vị cao niên ở cái tuổi từ 65 trở lên hay là ở cái độ tuổi của Tổng thống Donald Trump. Đó là một cái chỉ có một cái sự việc mà Tổng thống làm trong ngày hôm nay mà thôi. Riêng về cái vấn đề mà những cái cuộc tranh luận lần tới thì thưa với luật sư Duyên, hiện nay họ chưa có lên tiếng là hủy bỏ. Có lẽ là tùy theo cái tình trạng sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, họ đang đưa ra có thể là nếu mà sức khỏe của Tổng thống Donald Trump mỗi ngày mỗi tốt hơn hay là ông có thể vượt qua thì chuyện gì họ đang nói đến có thể là tranh luận virtual, là tranh luận ở qua cái hình thức mà quý vị biết là với tất cả những cái kỹ thuật mới của hiện nay thì Tổng thống có thể ở trong phòng tòa Bạch Ốc của Tổng thống hay là ông Joe Biden ở bên phía của ông Joe Biden để mà họ có thể có những cái cuộc tranh luận nói qua trực tuyến để cho cử tri biết thì đang chờ đợi. Còn một cái điều nữa, trước khi mà được biết là Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đó là bị dương tính thì rất nhiều những cử tri ở phía bên đảng Dân Chủ, thưa quý vị, họ lên tiếng họ nói với lại ứng cử viên Tổng thống bên đảng Dân Chủ Joe Biden rằng hủy đi cái cuộc tranh luận lần thứ hai sau khi họ biết là ngay cả Tổng thống Donald Trump và ủy ban trong cái chiến dịch tranh cử của ông không chấp nhận cái vấn đề sửa đổi lại vì sau khi mà cái cuộc tranh luận lần thứ nhất đã xảy ra quá hỗn loạn, không những là người dân Mỹ, cử tri Mỹ nhìn một cách rất là tiêu cực vì Tổng thống Donald Trump cướp lời rồi. Quý vị cũng thấy được cái hình ảnh chúng ta tường trình một cách rất là trung thực. Ngay cả ông Joe Biden, ông cố gắng, ông nén lại thưa quý vị. Nhưng mà cái sự cố gắng nó cũng tới một chừng mực nào thôi. Ông cũng lên tiếng là Tổng thống Donald Trump im đi. Nào là Tổng thống giống như là một tên hề. Và khi mà ông Chris Wallace, Lê Ngọc thấy không biết bao nhiêu lần ông kêu sơ. Sơ ngừng lại để cho bên kia hoặc là president, nhưng mà tổng thống cứ phớt lờ đi. Thì thưa quý vị, ông Chris Wallace ông nói rằng lần đầu tiên trong cuộc đời của ông không thể nào tưởng tượng được một cái cuộc tranh luận như vậy, mà nhất là ở hai nhân vật ở một cái vị trí lãnh đạo của nước Mỹ, tổng thống Donald Trump, một cái cuộc tranh luận debate của tổng thống của nước Mỹ. Thế giới nhìn họ, họ cảm thấy là nước Mỹ đang mất đi cái thế đứng và đang mất đi cái nền, cái giá trị thật sự, cái giá trị cốt lõi của nước Mỹ là nền dân chủ. Do đó, bây giờ cử tri không cần phải lên tiếng kêu ông Joe Biden là hủy đi thưa với lại luật sư Duyên. Mà tự nhiên, với cái tình trạng sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, thì quý vị thấy rằng cái điều mà cái tranh luận lần thứ hai nếu mà có xảy ra, tùy theo cái sức khỏe của Tổng thống, thì nó chỉ là virtual mà thôi. Thì thưa với luật sư Duyên, nếu mà nói đến những cái vấn đề mà luật sư Duyên, cái tu án thứ 25 của nước Mỹ đó, họ có nói đến một cái vấn đề là đã sắp xếp như thế nào trong tình trạng sức khỏe của một vị tổng thống đương nhiệm đang có những cái sự nguy hiểm hay là bất thình lình xảy ra. Thì cái tu chính án thứ 25 này đã họ đã sắp xếp như là luật sư Duyên đã nói là vị phó tổng thống không sau vị phó tổng thống thì là bà Nancy Pelosi, không phải là ông Mike Pence, thì là tiếp tục bước lên là bà Nancy Pelosi thưa với lại luật sư Duyên. Cái succession nó nằm ở trong cái bản hiến pháp thì y như là Lệ Ngọc đã vừa mới trình bày đó, là tổng thống tới phó tổng thống, mà nếu mà phó tổng thống làm không được thì mới tới cái bà Nancy Pelosi. Thành ra cái chuyện mà tới tới cái xác suất mà tới cái bối cái kịch bản mà bà Nancy Pelosi gọi là sử dụng cái quyền như là cái người tổng thống, thì cái chuyện đó chắc là cái thời gian ngắn thì chắc là không có đâu. Bây giờ cái quan trọng là cái vấn đề là cái cuộc bầu cử có còn được diễn ra
một cách nghĩa là như là những cái lần trước mà mình thấy những cái cuộc bầu cử tổng thống hay không, nhưng mà chỉ trở lại cái vấn đề là cái cuộc tranh nghĩa là tranh biện giữa giữa hai vị đó. Bây giờ mình hỏi là tại sao mình cần có cái debate? Tại vì khi mà mình nói mình cần có cái debate là bởi vì mình muốn một cái cuộc tranh luận nó rất là lịch sự, nó lễ độ, trong đó hai ứng viên nói cho cái người dân Mỹ là đây là 4 năm nữa tụi tôi sẽ làm cái gì đây nè, đó cái đó là cái rõ nhất. Chứ còn nếu mà đi đi vào để mà hai 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 ông mà gọi là rơi vào cái cuộc mà cãi cọ, rốt cuộc là người dân Mỹ không có nghe cái gì về cái chuyện mà cái chương trình cho đất nước hết, mà toàn là nghe cãi nhau đó, thì có cái cuộc debate để làm cái gì? Cho nên ngày hôm nay, hôm hôm qua đó, sau khi mọi sự lắng xuống rồi, tại vì thứ nhất là bên phía bên mà những cái người ủng hộ tổng thống đó thì tổng nói rằng là tổng thống bữa đó anh hùng lắm, nghĩa là trấn áp Joe Biden cứ tiếp tục như vậy đi, đó đó là cái lời lời rồi cũng có những người nói là sở dĩ đâu phải ông Joe Biden ông đâu có tốt làm gì đâu, tổng thống cắt ông cũng tắt cắt lại bằng cách là ông nói rằng là shut up man vân vân đại khái như thế. Thì bây giờ cái ông Chris Wallace là cái ông mà moderator đó, mọi sự lắng xuống rồi ông mới nói rằng là trong cái sự hỗn loạn này chính ổng hay là ông Biden cũng có những cái lúc mà raise cái voice, nhưng mà ông nói là primarily cơ bản là nó khởi đầu mọi cái sự mà gọi là bùng nổ mà phát xuất là từ ông tổng thống Donald Trump, đó là Chris Wallace nói như vậy. Thành ra bây giờ đây là mình nghe từ bà Nancy Pelosi nè, bà Nancy Pelosi bà ngay từ những cái lúc mà trước 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 mà tranh luận đó, bà nói rằng là thực sự ra Joe Biden không cần phải tranh luận gì cả, là bởi vì bà đoán trước là ông tổng thống Trump nhà mình không có nói cái gì hết đó, nó sẽ nổ ra như vậy. Mà bây giờ nó đâm ra là bà đúng, sở dĩ mà bên phía bên ông Joe Biden vẫn muốn ông Joe Biden cứ bình thường cứ đi ra, tổng thống muốn làm gì làm Joe Biden cũng ra đó, tại vì nếu mà Joe Biden mà không ra thì bên bên kia sẽ có cớ nói rằng là đó tại vì không sợ thua cho nên cứ trốn trốn, cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là cái ngày đó mà ông Joe Biden, thứ nhất ổng bỗng lên tiếng ổng nói là shut up man á, thì nói rằng là ổng không đâu có khác gì ông Donald Trump, nhưng mà nếu mà bữa đó mà ông Joe Biden không lên tiếng cho dù một vài lần ít oi thôi mà không lên tiếng á, thì là bên phía bên supporters, cái bên ủng hộ tổng thống Trump đó nói thấy không, đó Joe Biden là ông Joe buồn ngủ, ông Joe chậm, ông Joe già, ông không có làm được cái gì, đó là sleepy Joe đại khái nó như thế. Thành ra cho dù thế nào đi nữa người ta cũng phê phán, nhưng mà tôi vẫn thấy rằng là cái chuyện mà khi mà Joe Biden nói là shut up man, cái đó là hoàn toàn do cái lỗi của Donald Trump chứ không phải cái lỗi của Joe Biden. Cũng giống như cái lần mà tôi nói rằng là cái vết hoen ố trong lương tâm của một người da đen nó có màu trắng đó, thì cái sự mà lên tiếng mà sững cò của ông Joe Biden đó là shut up man đó, cái giọng mà shut up man trong đó nó có chứa một cái âm thanh nó rất là lành ở đằng sau đó. Hoen ố trong lương tâm của người da đen có màu trắng, sự phẫn nộ của Joe Biden rất là lành, cái đó là cái góc nhìn của tôi. Và bây giờ trở lại là tổng thống muốn cái gì ở trong các cái cuộc debate? Sở dĩ người ta nói người ta muốn sửa luật, chúng tôi sửa luật là để giữ cái lễ độ. Chúng tôi muốn sửa luật là để cho nó tốt đẹp, chúng tôi muốn sửa luật, ý tôi muốn nói là cái policy đó, sửa cái luật lệ chơi đó, sửa cái luật chơi là để cho cái cuộc debate nó tốt đẹp hơn, thì tổng thống hoàn toàn bác bỏ cái chuyện đó, là tại vì tổng thống không có muốn ổn định, tổng thống không có muốn tốt đẹp, tổng thống như tôi đã nói, tổng thống muốn là đi nhập một cái cuộc chơi nào đó toàn là xáo trộn hết đó, một chơi đá banh đó hay là chơi đánh golf đó, thì ăn gian, chơi đá banh thì cũng ăn gian,
thì nó mới là đúng là cái điều tổng thống muốn. Bây giờ đội banh của tôi mà nếu mà giả sử mà bị thua 1-0 hay là 2-0 đá, mà bị thua 1-0 2-0 đó, thì tôi muốn thấy là những người ủng hộ của tôi phân nửa khán đài tràn xuống sân để chi vậy, nghĩa là còn 5 phút nữa, tức là trọng tài sẽ thổi 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 còi mà hết trận đấu 5 phút nữa đó, thì khoảng đó cứ tràn xuống làm lộn xộn hết, rồi cái cuối cùng ra đó là năm nay không có đội banh nào vô địch hết đó, là tại vì trận đấu nó chưa chấm dứt mà còn 5-3 phút nữa hỗn loạn trên sân. Đó là cái cách mà tổng thống Trump muốn, cho nên tổng thống rất là rõ ràng, không có nói rằng là không có muốn sửa luật, không có muốn gì nữa, mà nếu mà tổng thống đã nói dứt khoát như vậy thì ngay cái chuyện là tổng thống không có bị vướng cái bệnh đi nữa đó, tôi vẫn nghĩ rằng là thôi thì không nên có hai cái buổi tranh luận còn lại. Tranh luận làm gì để mà tạo cho cái cơ hội cho tổng thống gây xáo trộn, giống như là hai đội banh mà đá mà 5 phút trước khi mà tan trận đó thì tràn xuống sân cỏ để mà hủy bỏ cái kết quả đá banh, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà tổng thống muốn. Mà tổng thống muốn từ những cuộc tranh luận, từ những cái phòng phiếu, từ khắp nơi, muốn tháng 11 này đó phải có cái hỗn loạn tối đa để mà cái kết quả bầu cử đó nó là một cái kết quả hỏa mù, và trong cái hỏa mù đó tổng thống bám giữ cái quyền lực, cái đó nó rõ như vậy. Thì thôi, mà mình không có ngờ là mình đang phân vân không biết là có nên hủy hai cái cuộc gọi là tranh biện còn lại hay không đó. Thì coronavirus đã dạy cho chúng ta, đã dạy cho nhân loại, cho nước Mỹ thế nào là lễ độ. Trở lại với Lê Ngọc. Phải nói rằng cái câu của luật sư Duyên đó nó tóm kết lại tất cả những cái breaking news, những cái tin chấn động mà từ tối cho tới sáng sớm của ngày thứ sáu mà chúng ta nhận ra, là cái con coronavirus thì nó dạy cho chúng ta thế nào là lễ độ, thưa quý vị. Và trước khi mà tiếp tục bước qua cái phần tin mà tất cả những sự việc gì xảy ra, cái hậu tranh luận lần thứ nhất của giữa Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden, nó còn có những cái tin tức rất là quan trọng, nhưng mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị một cách rất là nhanh chóng cái nền kinh tế của nước Mỹ như thế nào, ảnh hưởng ra sao bởi cái đại dịch COVID-19. Thì thưa quý vị, hãng thông tấn AP cho thấy rằng là nền kinh tế của nước Mỹ trong cái tam cá nguyệt thứ hai giảm ở một cái mức chưa từng có, và mặc dù có thể sẽ tăng được một ít nào trong cái tam cá nguyệt thứ ba đi, nhưng mà họ không thấy có một cái hy vọng vì họ đang chờ nha thưa quý vị. Vậy tại vì chúng ta đang ở những ngày đầu tháng 10 thì họ nghĩ rằng cái mức giảm nó vẫn còn, chứ nó không thể nào nó gia tăng như cái sự mong muốn của Tổng thống Donald Trump khi mà ông nói đến là quý vị sẽ thấy rằng từ giờ tới trước ngày bầu cử, kinh tế của nước Mỹ sẽ bực mạnh trở lại. Thì trước tiên, tổng sản phẩm nội địa tức là GDP của nước Mỹ ở cái giai đoạn từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm nay giảm cho tới 31,4% so với 3 tháng trước đó ở cái tam cá nguyệt thứ nhất, gần đúng như là dự đoán cách đây một tháng là chỉ ở cái con số 31,7% mà thôi. Đó là những gì mà Bộ Thương mại của Hoa Kỳ vừa mới loan báo trong vài ngày trước đây. Thì cái con số này phá kỷ lục cái mức giảm GDP hàng mỗi 3 tháng thưa quý vị, tức là khoảng 10% trong cái tam cá nguyệt đầu tiên từ năm 1958 dưới thời của Tổng thống Dwight Eisenhower. Và hiện nay các chuyên gia kinh tế dự đoán là nền kinh tế Mỹ họ hy vọng là tăng trở lại, có thể tăng ở cái khoảng 30% trong cái tam cá nguyệt thứ ba vừa mới kết thúc, vì doanh nghiệp được mở cửa trở lại rồi lại có thêm một số hàng triệu người có việc làm trở lại. Nhưng mà cái sự thật đó thưa quý vị đã thấy là trong một vài ngày hôm nay, những cái tin tức mà chúng ta nhận được từ những hãng hàng không lớn, trong đó có United Airlines, có American Airlines, và tiếp tục trong ngày hôm nay là Delta Airlines, và sẽ có tiếp tục nữa là cái số nhân viên của họ phải sa thải lên tới cả hàng chục ngàn người. Do đó
Dự đoán, thưa quý vị, 3 tháng cuối năm nay, cái nền kinh tế của nước Mỹ sẽ chậm lại và có thể là chậm lại một cách rất là đáng kể. Đó là những cái tin tức về kinh tế của nước Mỹ. Trước khi Lê Ngọc gửi đến cho quý vị vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của đài NVR, và sau đó thì luật sư Diên và Lê Ngọc sẽ trở lại để mà có thể gửi đến cho quý vị những bản tin còn lại trong ngày hôm nay.